chúng ta sẽ giữ độ ẩm ở mức 70 là chuẩn nhất để bảo quản được xì gà luôn luôn thơm ngon và đúng vị của nó. Hộp đặc biệt nên cũng có cái khăn cũng đặc biệt và có một cuốn sách. Đây là một trong những sản phẩm lâu năm sưu tầm. Và mọi người hãy đón xem sản phẩm hộp đựng xì gà đặc biệt này ra đời bao nhiêu năm rồi nhé. Hãy để lại comment ở dưới. Từng cái bản lề ở đây cũng được mạ vàng. Và cái chỗ ổ khóa này cũng được mạ vàng. Và chắc chắn rằng sẽ có những vị khách hỏi chị Lăng là ủa tại sao lại có hình bàn cờ vua ở đây? Bởi vì đây, hai bên có hai cái nắp để dỡ ra thì trong này có hai quân cờ. Hai quân cờ này có hai màu khác nhau, được mạ màu khác nhau, vàng trắng và vàng hồng.